xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một combo đang được giảm giá cực sốc tại trang web chibook.vn. Đó là combo trường thiên black whale gồm có 3 quyển. Phần 1 đó là bài sốt của thần Loki. Phần 2 là đôi quạt của thần Odin. Và cuối cùng phần 3 đó là mãi xà của thần Thor. Thì mình xin giới thiệu về nội dung của cả 3 quyển này nhé. Trong cả 3 quyển này nói về một cuộc phiêu lưu của cậu bé tên là Max. Cậu bé này chỉ mới 13 tuổi thôi à. Cậu và các bạn học chung của mình là Fan và Blondie. Ôi chỉ mới 3 tuổi, mất 13 tuổi nhưng mà lại phải chiến đấu với cả một quỷ dữ à. Thì Mark và hai người bạn của cậu ấy sống tại Blackwell. Làm thế nào mà cậu là hậu vệ của thằng Thor và thằng Loki à? Thì trong thị trấn Blackwell thì hầu như là tất cả mọi người đều là hậu duệ của thần Thor hoặc là thần Loki. Tuy nhiên thì chỉ có Max là được chọn là người đại diện của thần Thor. Vậy thì làm sao có thể gánh nổi được một cái trách nhiệm nặng nề như thế này để có thể cứu cả Blackwell thoát khỏi bọn quỷ dữ? Qua từng tập truyện thì cậu lại phải chiến đấu với các nhân vật hung ác khác nhau, như là có tập là phải chiến đấu với cả đôi quạ hoặc là một mảng xà rất là to bự trong khi cậu chỉ là một cậu bé nhỏ xíu. Vậy các bạn có tò mò làm thế nào cậu có thể vượt qua được mọi thứ và bảo vệ thành phố không ạ? Ngoài ra thì trong tập 3 này có một phần rất là hot, đó là làm thế nào khi mà tình đồng đội, và bình thường thì ba cậu bé này sẽ cùng chiến đấu chung với nhau, nhưng mà trong phần 3 thì ba cậu bé này lại buộc phải tách ra để mỗi người có thể chiến đấu một nơi để có thể bảo vệ được thành phố của mình. Vậy thì sự dũng cảm có đủ để bảo vệ thành phố Blackwell thoát khỏi quỷ dữ không ạ? Các bạn hãy đón đọc 3 tập trong series Trường Thiên Blackwell nhé. Thì hiện bên mình đang được giảm 40% cũng như kèm những quà tặng hấp dẫn như là bao lì xì, tập học sinh, và hot nhất là bộ postcard Loki Jackson và móc khóa Athena. Mình xin tiết lộ một bí mật luôn, đó là các bạn nào mà là fan của Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus thì không thể nào bỏ qua được combo 3 quyển trường thiên black whale này, vì đây là hai combo cũng giống như là nối liền chung với nhau, có sức hấp dẫn ngang ngửa nhau đấy ạ. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại trang web chibook.vn để có thể sở hữu những phần quà cũng giống như là những quyển sách hấp dẫn như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau ạ. Xin hẹn gặp lại.